Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban Nhân sự, Ủy ban Bầu cử tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh nhấn mạnh, hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì vậy đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và kết quả lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả tổ chức các hội nghị cử tri. Từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4, toàn tỉnh đã tổ chức 7 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 10 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Kết quả 10 trên 10 được giới thiệu ứng cử đều được cử tri đánh giá cao, có đủ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%. Việc tổ chức các hội nghị cử tri được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, đúng luật định cả về nội dung, hình thức, thời gian. Số cử tri có mặt đảm bảo theo quy định và với tinh thần trách nhiệm cao, cử tri đã có ý kiến phát biểu thẳng thắn, mang tính xây dựng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nhận được đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của hai người do điều kiện công tác không tham gia được. Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đồng ý với đề nghị xin rút của hai trường hợp trên. Hội nghị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết với 100% đại biểu có mặt nhất trí thông qua biên bản, thống nhất thỏa thuận danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, trong đó tỷ lệ đại biểu nữ chiếm 50%, trẻ tuổi chiếm 25%, ngoài đảng 12,5%.